Thủ tướng Malaysia cho biết là Hoa Kỳ giúp tìm máy bay bị mất tích, tin từ Sepang. Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã nói với các phóng viên vào ngày hôm nay rằng hoạt động tìm kiếm trong một khu vực nằm khoảng chính giữa Malaysia và bờ biển phía nam của Việt Nam. Hải quân Hoa Kỳ sẽ cùng với Malaysia, Trung Quốc, Singapore, Philippines và Việt Nam để tìm kiếm chiếc máy bay. Malaysia Airlines cho biết là 227 hành khách trên máy bay đến từ 14 quốc gia, trong đó có ít nhất là 152 người Trung Quốc, 38 người Malaysia, 12 người Indonesia, 6 người Úc và 3 người Hoa Kỳ. Chuyến bay MH370 đã bị mất liên lạc với kiểm soát không lưu ở khoảng 120 hải lý ngoài khơi bờ biển phía đông của thị trấn Kota Baru của Malaysia. Trang web theo dõi chuyến bay flightaware.com cho thấy là máy bay đã bay về phía đông bắc của Malaysia sau khi cất cánh và leo lên độ cao là 35.000 feet. Chiếc phi cơ Boeing 777-200ER đã biến mất khỏi thiết bị giám sát của trang web một phút sau, trong khi vẫn còn đang bay lên.